Ngọc Thơ, Thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Hàn Quốc lại hạn chế tuyển lao động ở một số địa phương do cư trú bất hợp pháp. Ngày 10 tháng 3, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ra thông báo tiếp tục tạm dừng tuyển chọn lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài EBS, truyền thông nhà nước loan tin. Theo thông báo này, có 8 huyện bị dừng tuyển chọn, đó là huyện Nghi Xuân, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, thành phố Chí Linh, Hải Dương, thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, huyện Đông Sơn, huyện Hoàng Hóa, Thành Hóa, hình ảnh truyền thông nhà nước đưa tin. Tám huyện này từng bị dừng tuyển chọn lao động sang Hàn Quốc vào năm 2022. Lý do của việc dừng tuyển chọn này, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, là các địa phương này không giảm được tình trạng trốn ở lại sau khi hết hạn hợp đồng lao động Căn cứ theo bản ghi nhớ về chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài EBS với Hàn Quốc và mục tiêu lộ trình giảm lao động cư trú bất hợp pháp giai đoạn 2020-2022, việc tạm dừng tuyển lao động áp dụng cho các quận huyện có số lượng lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc từ 70 người trở lên và tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng không về nước đúng thời hạn từ 27% trở lên. Việc tạm dừng tuyển chọn lao động này không áp dụng đối với ngành ngư nghiệp. Người lao động đi làm tại Hàn Quốc về nước đúng thời hạn và người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc nhưng đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian phía Hàn Quốc thực hiện miễn xử phạt, truyền thông nhà nước cho hay. Tình trạng lao động Việt Nam hết hạn hợp đồng nhưng trốn ở lại bất hợp pháp chứ không chịu về nước đã diễn ra trong nhiều năm qua tại Hàn Quốc. Nguyên nhân của thực trạng này thì quá dễ hiểu nó là sự chênh lệch quá lớn về thu nhập nhà nước việt nam gọi vấn đề này là nhức nhối nhưng giải pháp của họ chỉ xoay quanh vận động khuyên nhủ giáo dục tư tưởng chứ không có biện pháp cụ thể nào mang tính cưỡng chế hoặc biện pháp giải quyết vấn đề dân sinh năm nào bộ lao động thương binh và xã hội cũng đều phải ra thông báo tạm dừng tuyển chọn lao động đi hàn quốc tương tự như thông báo mới này việt nam coi hàn quốc là một trong những thị trường lao động trọng điểm với mức lương cao chi phí xuất cảnh thấp và môi trường làm việc khá tốt. Lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc trong các lĩnh vực chủ yếu như sản xuất chế tạo, xây dựng, nông nghiệp và ngư nghiệp. Hình ảnh lao động Việt Nam đi Hàn Quốc. Đầu tháng 1 năm 2023, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc đã có thông báo áp dụng mức lương tối thiểu cho năm 2023 đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc. Theo đó, mức lương tối thiểu mỗi giờ là 9.620 won tính theo tháng là 2 triệu 010.580 won. Mức lương này tăng 5% so với năm 2022, tương đương trên 37,3 triệu đồng tháng. Áp dụng đồng nhất trong tất cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình doanh nghiệp. Ngoài ra, Hàn Quốc cũng cho phép kéo dài thời gian làm việc của người lao động nước ngoài. Cụ thể, nếu lao động nước ngoài làm việc tại Hàn Quốc đáp ứng đủ các điều kiện về thời gian làm việc ở doanh nghiệp, cũng như những yêu cầu nhất định có thể được kéo dài thời hạn cư trú đến 10 năm mà không phải về nước. Nhà cầm quyền Việt Nam coi việc xuất khẩu lao động là quốc sách. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu, nhà trí thức và dân chúng coi chính sách này là quốc nhục. Việc mà nhiều người Việt Nam phải trốn chui trốn nhủi để được ở lại xứ người, được có cơ hội kiếm thêm thu nhập cho đến khi bị cảnh sát sở tại bắt được và trục xuất về Việt Nam, không phải là vấn đề nhức nhối mà là nhục nhã tại sao thanh niên việt không có cơ hội làm giàu ngay trên chính quê hương mình mà phải chịu nhục ở xứ người vấn đề không nằm ở từng cá nhân họ cũng chỉ là nạn nhân vấn đề nằm ở bộ máy chính quyền nằm ở thể chế chính trị của đất nước này chỉ khi nào chính quyền thực sự do người dân bầu ra thông qua các kỳ bầu cử thật sự tự do và công bằng chính quyền đó mới thực sự đại diện cho dân nói tiếng nói của người dân đau nỗi đau của dân thì khi đó Việt Nam mới có cơ hội thoát nghèo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Hàn Quốc lại hạn chế tuyển lao động ở một số địa phương do cư trú bất hợp pháp. Ngọc Thơ thời báo chấm kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Chủ tịch nước có những quyền hạn gì? Theo Hiến pháp Việt Nam, Chủ tịch nước có khá nhiều quyền lực trong đó có quyền thống lĩnh quân đội và một số quyền liên quan đến ngoại giao và sắp xếp nhân sự. Hình ảnh bài trên AFA Tác giả Thuyên Hoa trong một bài bình luận trên trang AFA ngày 7 tháng 3 đã chia sẻ các quyền của Chủ tịch nước theo các nhóm như sau. Nhóm 1 liên quan đến việc ngoại giao và pháp luật như quyền công bố hiến pháp, luật, pháp lệnh, tiếp đại sứ, đàm phán ký kết các công ước, điều ước quốc tế, trình quốc hội phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt điều ước quốc tế đã tham gia, tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng nhà nước, quyết định cho nhập hoặc thôi quốc tịch, quyết định ân xá, đặc xá, công bố các bãi bỏ tình trạng chiến tranh, ra lệnh tổng động viên, tình trạng khẩn cấp. Nhóm 2 liên quan đến sắp xếp nhân sự như đề nghị quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm phó chủ tịch nước, thủ tướng, chánh án tòa án nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cử triệu hồi, phong hàm, cấp đại sứ của Việt Nam, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, phó thủ tướng, bộ trưởng, các thành viên khác của chính phủ. Nhóm 3 liên quan đến quyền lực tối cao đối với lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ tịch nước thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, giữ chức chủ tịch hội đồng quốc phòng và an ninh, quyết định phong, thăng, giáng tước quân hàm cấp tướng, chuẩn đô đốc, phó đô đốc, đô đốc hải quân, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng tham mưu trưởng, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tác giả nhận xét trong ba nhóm quyền lực này, có lẽ nhóm 3 là ít phô bày nhất nhưng nắm giữ thực quyền mạnh mẽ nhất. Tuy nhiên thực tế thì sao? Tác giả dẫn phát biểu của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vào năm 2016 trong báo cáo nhiệm kỳ công tác trước Quốc hội. Ông Sang cho rằng việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân tuy đã được quy định trong hiến pháp nhưng thiếu cơ chế thực thi chưa được cụ thể hóa trong các luật chuyên ngành chưa có quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng quốc phòng an ninh và bộ phận giúp việc cho hội đồng như vậy một vấn đề tối quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nhưng vẫn chỉ là luật trên giấy là do nguyên nhân gì hình ảnh tân chủ tịch nước võ văn thưởng Tác giả nhắc lại việc Quốc hội khóa 13 vào năm 2011 đã từng đưa dự luật Chủ tịch nước vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh, trong đó có đề cập đến quyền thống lĩnh các lực lượng vũ trang. Tuy nhiên cho đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13, dự luật Chủ tịch nước vẫn chưa được trình Quốc hội. Lý do là Quốc hội khóa này xem xét quyết định đưa dự án này vào chương trình, đồng thời với việc xem xét quyết định sửa đổi bổ sung hiến pháp nhằm thể chế hóa quy định của hiến pháp mới. Do đó, khi hiến pháp chưa được thông qua thì chưa có cơ sở để xây dựng luật chủ tịch nước. Đến nay, hiến pháp mới năm 2013 đã được thông qua nhưng dự luật chủ tịch nước vẫn bị bỏ lơ, nằm im thinh thích và lặng mất tâm. Tuy nhiên, tác giả phân tích có lẽ một lý do thực sự khác ẩn dưới việc dùng dằn nhiều năm không được luật hóa các quyền của chủ tịch nước đã được quy định trong hiến pháp đó là giữ vững nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang như vậy nếu trao quyền cho chủ tịch nước thì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của đảng sẽ như thế nào tác giả dẫn bài viết của cựu Tổng bí thư Lê Khả Phiêu vào năm 2019 đăng trên báo Nhân dân và cổng thông tin điện tử của Bộ Quốc phòng. Bài viết có nhan đề giữ vững nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với lực lượng vũ trang. Cuối năm 2019, Trung tướng Lê Văn Hân, nguyên phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, đăng tiếp một bài trên báo Quân khu 7 viết rằng quyền lãnh đạo của Đảng đối với quân đội là tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, không chia sẻ quyền lãnh đạo đó cho bất kỳ một tổ chức, một đảng phái hay một cá nhân nào. Gần đây nhất, tháng 12 năm 2022, tại hội nghị lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương, trong phát biểu tổng kết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội vậy là đã rõ đảng sẽ không chia sẻ quyền lãnh đạo quân đội cho cá nhân chủ tịch nước cho dù đó cũng là người của đảng và không chỉ quyền thống lĩnh quân đội những quyền lực khác như bổ nhiệm nhân sự cấp cao chính sách đối ngoại chủ tịch nước cũng chỉ là người thực hiện thủ tục theo quyết định của đảng quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo chấm d với bản tin chủ tịch nước có những quyền hạn gì quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký Kênh YouTube và Facebook của thời báo d để được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất Ngọc Thơ thời báo